Rồi, hello mọi người, lại là Mr. Phạm Thường đây mọi người. Hôm nay Thường với mọi người cùng tham quan một căn hộ 95,7 m² tại khu phức hợp MTS Max City cả nhà. Thì đi vào cái căn này thì được bên chủ tư sẽ thiết kế là dual khay, sẽ có hai cửa cả nhà. Thì bên phía tay trái của mình sẽ là một căn một phòng ngủ tách biệt, và chủ đầu tư đang hoàn thiện nhà vệ sinh dùng riêng cho cái phòng nó nha cả nhà. Đó, căn này thì nó sẽ có cửa sổ và có lô gia riêng luôn. Đó, căn này thì view của nó là view về trung tâm thành phố Landmark 81 và Bitexco cả nhà. Đó, mình sẽ nhìn ra được khu dân cư Santana đến Phúc Thành luôn cả nhà. Đó, hiện tại giờ thì buổi chiều thì thủy triều cũng đã rút rồi, nhưng mà hiện tại thì mình có thể nhìn thấy là vẫn đang còn có nước ở dưới nhánh sông cả nhà, tuy là nước đã rút cạn rồi. Đó, hiện tại thì bên chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng đang hoàn thiện. Đây là cái cầu thứ hai cả nhà, cái cầu mới, đây là cái cầu đầu tiên bên cạnh đó. Rồi Thường sẽ cùng với mọi người đi qua cái căn phòng bên cạnh, nó phải có một cửa riêng đây nha cả nhà. Thì bên chủ tư đang hoàn thiện là trần thạch cao đã hạ trần xuống hết rồi, và đang hoàn thiện đang ốp gạch ở nhà vệ sinh. Đây, đây là không gian phòng khách ha. Không gian phòng khách thì nó có cửa ra lô gia riêng. Đó. Căn này thì nó phải có hai lô gia riêng, một lô gia dùng cho phòng bên kia và một lô gia dùng cho phòng hai phòng ngủ bên này. Đó, căn này thì view của lô gia là view vào nội khu cả nhà, hồ bơi. Đó, mọi người có thể thấy hồ bơi và view về một nhánh sông và khu dân cư Sentana đến Phúc Thành cả nhà. Thì như mọi người nhìn thấy á, thì hiện tại giờ chủ tư đã chạy dây đồng của điều hòa, nó hạ trần thạch cao các phòng và đang chạy dây điện nữa cả nhà. Thì đây là không gian của không gian bếp cả nhà. Không gian phòng bếp thì nó nằm ở ngay vị trí này, và mọi người có thể nhìn thấy đây là một căn phòng ngủ nhỏ của trong căn ba phòng ngủ ha. Thì tất cả các phòng đều đây đều có hướng sáng và view sáng cả nhà, có view riêng đối với căn ba phòng ngủ dual khay này. Đó, như mọi người, công viên hiện tại giờ chủ tư cũng đã hoàn thiện rồi ha, và đang đưa cây vào trong rồi cả nhà. Rồi tiếp theo mình đi ra ngoài phòng khách, đây là cái nhà vệ sinh dùng cho phòng khách với phòng ngủ nhỏ cả nhà, thì cũng đã ốp gạch rồi. Đó, đây là phòng master, thì mình đi vào phòng master này. Phòng master thì được chủ tư là cũng đang hoàn thiện ốp gạch nhà vệ sinh rồi và đang chạy nóng lạnh. Và hiện tại giờ thì cái căn mà 95,7 m² thì giá chủ tư rơi vào đâu đó tầm khoảng 4 tỷ rưỡi đến 4 tỷ 7 cả nhà. Thì tùy vào tầng và hướng view cả nhà. Còn căn bên này thì nó sẽ có hai dạng thiết kế của căn 3 phòng ngủ là 95,7 và 99,9 m². Đó, như căn góc này thì mình có thể thấy này, ngay góc phòng ngủ này thì sẽ view rất là thoáng, có thể nhìn về trung tâm thành phố luôn nữa cả nhà. Đó, hiện tại giờ thì cũng có chính sách mới từ chủ đầu tư đối với tháp The Haric. Thì quý anh chị yêu quý Mr. Phạm Thường thì nhớ đăng ký kênh YouTube Mr. Phạm Thường, và có thể liên hệ với em Thường qua số Zalo, số điện thoại 0868 545 455 cả nhà. Cảm ơn quý anh chị luôn đồng hành cùng Mr. Phạm Thường. Xin cảm ơn và xin chào.